Ngọc Khánh và Vân Khương xin được chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Mua Sắm Cùng Việc FaceMore. Và khi nói tới những sản phẩm làm đẹp thì tất nhiên quý vị sẽ nghĩ ngay tới một trong những cái đất nước mà đã cho ra chúng ta rất là nhiều những dòng sản phẩm về làm đẹp, đó là đất nước Hàn Quốc. Và ngày hôm nay đến với Mua Sắm Cùng Việc FaceMore, Ngọc Khánh cũng như là Vân Khương rất hân hạnh được gửi tới cho quý vị ba bộ sản phẩm đã được mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình. Và bên cạnh đó thì có một trong ba bộ sản phẩm ngày hôm nay là cái bộ sản phẩm vô cùng mới mà mới xuất hiện tại Việt FaceMore. Và khi nói tới những bộ sản phẩm dưỡng da của Hàn Quốc thì chúng ta có chia ra rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là cái bộ kem dưỡng da Jeju Water Pop để giúp cho da của chúng ta cung cấp lượng nước nè, rồi lại có bộ Jeju Gold để giúp cho cung cấp lượng vàng cũng giống như là giúp cho da khỏe mạnh. Bên cạnh đó có bộ thứ ba, đó là cái bộ mà vừa được sự kết hợp của Royal Jelly và cũng giống như là trứng cá caviar nữa. Và cái điều đặc biệt của từng bộ sản phẩm này là gì thì tất nhiên sẽ nhờ Vân Khương gửi tới cho quý vị bộ sản phẩm đầu tiên trước. Rất là cảm ơn Ngọc Khánh. Và thưa quý vị, như là Ngọc Khánh đã nói thì đây là những cái sản phẩm mà đang được quý vị khán thính giả tin dùng từ bao nhiêu năm nay mà chúng tôi gửi đến quý vị, từ những ngày đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị với những khuyến mãi, từng lần khuyến mãi đặc biệt của Việt FaceMore. Thưa quý vị, bộ sản phẩm mà Vân Khương đang cầm trên tay đó là bộ sản phẩm với sự kết hợp của Royal Jelly sữa ông chúa cũng như là caviar. Royal Jelly sữa ông chúa thì như quý vị đã biết là một thành phần rất là tốt cho làn da của chúng ta, với cái thành phần bao gồm hơn 19 loại amino acid và vitamins sẽ cung cấp cho da và giúp cho da phục hồi những cái hư tổn cũng như là tăng sức sống cho làn da. Caviar được mệnh danh là một viên ngọc đen vì sự quý hiếm của nó, rất là giàu amino acid, khoáng chất và omega 3. Đây là những cái chất mà da của chúng ta tương đối cần, vì như quý vị đã biết, một số quý vị thậm chí còn dùng mặt nạ trứng gà để cung cấp lượng amino acid cũng như là omega 3 và vitamins. Thì đây ở trong bộ Royal Jelly và Caviar là cái bộ mà có thể cung cấp cho quý vị những dinh dưỡng đó. Với sự kết hợp của Royal Jelly và Caviar thì quý vị sẽ có thể được tái tạo những tế bào da mới, xóa tan dấu hiệu mệt mỏi của làn da, giúp phục hồi những hư tổn của làn da chúng ta. Và omega 3 có trong caviar sẽ giúp cung cấp ẩm cho làn da, làm cho da căng bóng, ngăn ngừa vết nhăn, ngoài ra còn giúp cung cấp khoáng chất giúp cho da khỏe mạnh hơn. Bộ sản phẩm này thích hợp cho mọi độ tuổi. Mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần rửa mặt thật là sạch ban ngày và ban đêm. Ban ngày thì chúng ta có thể sử dụng theo những bước là nước hoa hồng, kem ngày và sunblock sau khi mà chúng ta rửa mặt thật là sạch rồi, thưa quý vị. Ban đêm thì chúng ta chỉ cần sử dụng nước hoa hồng và kem và dưỡng vào ban đêm mà thôi. Và cái bộ thứ hai là bộ Ngọc Khánh rất rất là thích, đó là bộ kem dưỡng da Jeju Water Pop. Cái tên không thôi là đã nói tới ngay cái tính năng đặc biệt của bộ sản phẩm này, là giúp cho da của chúng ta cung cấp lượng nước dành cho da và cấp nước một cách tức thì nè, rồi giúp da căng bóng mịn màng hơn, đặc biệt là giúp da đều màu, trắng sáng và mờ nám, thích hợp cho cái những người có độ tuổi từ 20 tuổi trở lên, không có chứa chất gây dị ứng và ngứa cho làn da. Một bộ như thế này gồm có 5 món, đó là nước hoa hồng nè, rồi kem ban ngày và kem ban đêm, cũng giống như là hai chai travel kit. Và cái cách sử dụng thì trước khi mà chúng ta cùng để cho giữ cho da của chúng ta dưỡng những cái loại sản phẩm dưỡng da thì phải rửa mặt thật sạch, xong sau đó sử dụng nước hoa hồng. Nếu là ban ngày thì chúng ta sử dụng kem ban ngày, và nếu là ban đêm thì chúng ta sử dụng kem ban đêm. Và cả ba bộ sản phẩm này đều có giá là 175 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, bộ thứ ba chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là Jeju Gold Skin, cũng đến từ Hàn Quốc. Đây là bộ giúp dưỡng ẩm thật là tốt cho những làn da bị khô ráp, cằn cỗi và cảm thấy là thiếu sức sống, vì chiết xuất là 99.9% những cái chiết xuất của vàng nguyên chất được Bộ Y tế và Thực phẩm Hàn Quốc chứng nhận an toàn và thân thiện với làn da của chúng ta. Bộ Jeju Gold Skin sẽ giúp giảm sự lão hóa của làn da và giúp giảm nếp nhăn rất là hiệu quả, vì có chất adenosine là được Bộ Y tế cũng như là Thực phẩm Hàn Quốc chứng nhận rất là hiệu quả cho việc giảm nếp nhăn, thích hợp cho độ tuổi từ 35 trở lên, đặc biệt là quý vị có da khô và bị nhăn chùng lão hóa. Thưa quý vị, một bộ như vậy thì quý vị có thấy là bao gồm 5 món là nước hoa hồng, kem dưỡng ngày, kem dưỡng đêm cũng như là hai chai nhỏ là toner cũng như là kem dưỡng ngày để chúng ta có thể mang đi travel. Cách sử dụng thì như Ngọc Khánh và Vân Khương cũng đã chia sẻ, thì chúng ta chỉ sau khi rửa mặt thật sạch thì ban ngày chúng ta sử dụng nước hoa hồng và kem ngày, cũng như là ban đêm thì sử dụng nước hoa hồng và kem dưỡng ban đêm thôi. Những cách sử dụng rất là đơn giản, cũng như là ba bộ sản phẩm đặc biệt đến từ Hàn Quốc với giá 175 Mỹ Kim. Vân Khương cũng như Ngọc Khánh hy vọng là quý vị sẽ sử dụng thật tốt khuyến mãi này
để có làn da như mong ước. Và một lần nữa Ngọc Khánh và Vân Khương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và bình an.